Hello, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tiểu Sư Phụ đến từ C4Me Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về dự án đào coi ở trên Telegram. Cũng đang được cộng đồng rất là quan tâm. Đó là dự án Pixel Verb nhé. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách khai thác cơ bản rồi. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ghép những cái con robot này này. Để có thể là update cái daily combo và nhận thêm cái phần thưởng mỗi ngày đến từ dự án nhé. Và có một cái thông tin đáng mừng cho những ai tham gia cái dự án này, đó là dự án đã có thêm một thành viên mới đến từ sàn Binance gia nhập vào team của Pixel Verb, đó là COO, giám đốc điều hành của dự án ZGuy và cũng là giám đốc của Binance ở châu Á nhé. Thông tin này thì các bạn có thể kiểm tra ở trên trang Twitter của dự án Pixel Verb để có thể xác nhận được thông tin nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể ghép được những cái robot lại để có thể nhận được thêm phần thưởng nhé. Và cái phần này thì nó cũng sẽ làm hàng ngày, mỗi ngày thì nó sẽ có đáp án hàng ngày ấy. Thì anh em vào ghép nhé, mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái đáp án ghép trên cái channel C4Me Group này. Anh em nhớ join vào channel Telegram để được update những cái thông tin cập nhật hàng ngày. Ở đây thì các bạn truy cập vào con bot Telegram của nó và các bạn sẽ nhấn vào phần lăn bot để mở cái bot Telegram lên. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ là các bạn claim nhá. Claim cái phần thưởng hàng ngày của chúng ta. Cứ 8 tiếng thì các bạn vào claim hàng ngày để các bạn có thể nhận được tối đa số lượng đồng coin của chúng ta. Ở đây các bạn có thể thấy là trong cái phần reward này này, các bạn sẽ thấy có một cái phần là daily combo. Và phần daily reward này có nghĩa là chúng ta kiểu dạng như check in ấy, các bạn check in hàng ngày để có thể nhận được cái phần thưởng nhá. Ở đây thì cứ mỗi thời gian là 12 tiếng thì anh em vào và check in một lần thì các bạn sẽ nhận được. Đấy, và càng check in đều thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là càng nhiều. Thì đó là cái phần daily check in nhá. Còn cái phần daily combo thì các bạn ấn vào play thì các bạn sẽ thấy là mỗi một ngày thì chúng ta sẽ ghép và chúng ta sẽ dựa vào cái đáp án mà mình cung cấp ở trên channel Telegram ấy, để có thể ghép vào những cái nhân vật ở đây. Thì ví dụ nhá, mình đã chuẩn bị sẵn cho anh em về cái đáp án rồi, anh em chỉ việc cắt cứ vào và ghép thôi. Chúng ta phải ghép chuẩn thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng nha. Đây. Đó, các bạn ghép vào. Sau đó các bạn nhấn check. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là congratulations, tức là chúc mừng cho các bạn. Và các bạn đã ghép chuẩn 100% thì các bạn sẽ nhận được 216.000 cái đồng coin của nó, đồng poi điểm của nó. Các bạn nhấn vào claim. Ok chưa? Đó, thì các bạn nhớ là cứ sau 12 tiếng thì anh em vào và ghép cái combo daily của nó. Đáng lẽ daily nó sẽ là một ngày một lần chứ nhỉ. Sau đây là 12 tiếng thì anh em vào ghép một lần. Ok, không sao. Thì cái này thì mình sẽ cố gắng update thông tin, gọi là đáp án đầy đủ cho anh em ở trong cái channel ấy. Thì anh em chỉ việc là join vào thôi. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia thêm những cái phần gọi là fighting, chiến đấu này, rồi invite friend để các bạn có thể kiếm thêm cái điểm thưởng, để sau này chúng ta có thể nhận được tối đa số lượng cái đồng coin đến từ cái dự án Pixel Verb này nhá. Đấy, đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và nó đang phát triển rất là mạnh. Đó, thì anh em cũng có thể cân nhắc tham gia. Ok nhá, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Chúc cho bạn luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất, uy tín và chất lượng đến từ channel của Tiểu Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.